Cả nhà ơi, đang chiên chuột cả nhà. Đó, chuột này là chuột ở dưới cao ảnh Đồng Tháp em lên Sài Gòn rồi cả nhà. Đây. Quá tuyệt vời luôn á cả nhà, phải không? Chiên và chuột mà đây đuôi đuôi là trắng nó mới giòn á cả nhà. Đó, đây là nguyên một thao luôn nè cả nhà. Trời ơi, nổ luôn. Ồ, nó văng hết xẹo vậy cả nhà ơi, nó văng kìa. Quá thơm luôn cả nhà. Văng gọi này mẻ luôn nè. Đầu phải vậy. Thì đây cả nhà ơi, đây là ban công ở đằng trước á cả nhà. Đây là cái bình cái gì ta? Bằng Hà Nội. À, cái này cho bằng Hà Nội nè cả nhà. Đó. Đây là chén quý ớt siêu cay á cả nhà, để dành mình chấm chuột mình ăn á cả nhà. Đó, đây là rau sống đầy đủ rồi cả nhà. Nào, ghi ống ốc sẵn rồi cả nhà. Gì vậy? Không, à, giờ mình chơi là Tiger cả nhà. Rồi, mồi ra tới cả nhà, mồi ra tới nè cả nhà. Đây là chuột nướng rồi cả nhà. Quá giòn quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Há thơm, thơm nhất nắp thiệt chứ. Kim ghế đi Tấn.